Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp sinh viên ra trường sớm có việc làm tốt, phù hợp với chuyên ngành đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tăng cường liên kết với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp còn là kênh phản hồi để nhà trường điều chỉnh, nâng cao chất lượng chương trình đào tạo sát với thực tiễn, tạo lợi thế cho sinh viên có kỹ năng thực hành ngay khi ra trường. Mỗi năm tổ chức một lần, Ngày hội việc làm, sự kiện rất quan trọng với hơn 11.000 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, là nơi gặp gỡ giữa doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng với các ứng viên tuyển dụng là sinh viên sắp tốt nghiệp. Không chỉ được trải nghiệm thực tiễn nghề mà còn là cơ hội để sinh viên tìm cho mình những công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo. Trong buổi ngày hội việc làm ngày hôm nay thì em cũng rất mong muốn là sẽ tìm được những cái cơ hội thực tập, và còn hơn thế nữa đó là cơ hội có thể làm nhân viên chính thức của các doanh nghiệp. Em mong muốn là sẽ tìm được cho mình một công việc phù hợp với bản thân. Đối với bản thân em cũng như là đối với cả các bạn ở Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thì đây cũng là một cơ hội tốt, cũng như là một cái cơ hội rất là tiềm năng để cho các bạn có thể định hướng được những công việc tương lai sắp tới ạ. Sự kiện năm nay thu hút hơn 50 công ty doanh nghiệp trong và ngoài nước đến từ các tỉnh Hưng Yên, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang. Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 3.000 vị trí việc làm tại ngày hội. Đây là một cái sự kiện rất là quan trọng để kết nối các nhà tuyển dụng với các sinh viên tốt nghiệp của nhà trường. Và mục đích để ngoài cái việc kết nối sinh viên với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng mong muốn tăng cường cái sự hợp tác với các doanh nghiệp để từng bước nâng cao cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Kết quả, qua ngày hội việc làm đã có trên 1.000 sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được các doanh nghiệp tiếp nhận, so với năm trước tăng 30%. Trong đó, nhiều doanh nghiệp là những đối tác quen thuộc, coi lực lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm của trường là nguồn bổ sung quan trọng cho nhân lực công ty. Sau khi tuyển dụng và trong quá trình làm việc thì tôi nhận thấy rằng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có tay nghề cao và đặc biệt là ý thức nữa. Chính vì vậy tôi cũng đánh giá cái kỹ năng tay nghề và ý thức của các bạn cũng rất tốt ạ. Technocom và Trường Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên thì đã hợp tác rất là lâu rồi, và Trường Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một nguồn tuyển dụng quan trọng của Technocom đối với các vị trí nhân sự nòng cốt ở trong công ty. Là trường đào tạo theo hướng ứng dụng, chương trình đào tạo luôn được cập nhật và đổi mới theo hướng tăng các giờ thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội. Trong đó, liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp là cách để nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.